Nay 28 Tết sau khi dọn dẹp xong rồi, Kido tranh thủ ăn ít bánh căn do mẹ Kido làm. Không biết đến ăn sao mà căng thẳng quá hay sao bỏ đi luôn rồi. À, ngon không Kido? À, ngon. Bánh xèo về ăn đi quá trời, không có mai mới làm được. Em nghi lắm. Này bánh căn lai bánh Bánh xèo. bánh căn lai bánh xèo. Kido ăn xong Kido khen ngon mà Cái Kido không biết là bánh gì. mâm mâm mâm. Này ăn đi rồi đi chơi. Kido nè. Ngon không con? À Kido cũng muốn coi hả? Đó bà đang quay Kido mà. Đang ăn mỗi ba cái gì? Mới ăn hết một cái bánh lăng xong bây giờ ra đây ăn tiếp cái bánh căn lai bánh xèo. Nãy giờ Kido ăn mấy cái rồi ta? Hai cái rồi, tính Kido một cái 10 ngàn thôi, hai cái 20 ngàn. Rồi giúp Kido vô móc heo ra trả nha. Coi chừng nóng nha, chỗ này nóng nè, cẩn thận nha, con không có đi gần vô đây, đây nóng nè, đó cái này nóng nè, đó nhảy vô là đau quá. Rồi. Ờ Rồi. đúng rồi, nóng quá. Ai, giày dép cũng chưa kịp dọn nè, đi đâu nè, con lấy một đôi giày để vô như kệ cho ba coi. À cầm đem vô nhà nè, đúng rồi, lấy dép đi, rồi đem vô đây, đem vô nhà nè, đem vô nhà cho ba nè, nhanh Kido ơi, đem vô đây rồi, đem vô nhà để xíu bông, mở cửa từ từ, mở cửa ra cho Kido đem vô, rồi đem cất vô kệ đi cho ba, rồi cầm một cái thôi, con cầm nhiều vậy sao được, rồi đem cất vô trong kệ nè, đi đem cất vô trong đây, đem vô đây. Rồi ăn bánh đúng không? Rồi kia cho Kido ăn thêm cái nữa nè. Không ăn nữa. Không ăn nữa thôi. Nè. Coi chừng nha. Đâu? Đang xếp ra đi. Nóng nha. Nóng quá. Này nóng rồi. Được không? Coi chừng, đứng xích ra đây. Xích ra, xích ra. Đây, đây. Nè. Quên rồi. Mắm mắt à? Không ngon hả? Ngon không? Không ngon rồi. Không thấy nói năng gì chắc không ngon rồi.
Thôi bye bye mọi người nha. Kido đi lau miệng đây. Kido vô lau miệng nè.